Hello everyone, nice to see you. Today we're going to continue our learning English, and today we're going to learn some more preposition. Today we learn about the word over. Okay. Bà sư sư đây nè rõ kênh ngay ní kì dân ứng sắc xa mê riêng bởi dương bằng to tiết. Đại dương sắc xa tờ lỡ preposition. Preposition đại dương riêng nè ngay ní kì over. Over nâng cứ miền này thà bị khẳng lờ. Ok. Over bị khẳng lờ. Dương khóa bà riêng mà hỏi cứ bị thật on. On bị khẳng lờ đấy. Bằng tay on cứ miền lạc nạ thà nơi chọc bị khẳng lờ thầm đó. Hai bị over nâng cứ bị khẳng lờ đấy. Bằng tay miền lạc nạ thà vì miền lạc nạ thà rùm lộn bị khẳng lờ. Rứ có nơi bị khẳng lờ đôi. Mình miền chọc nơi chỉ mùi nâng rồi bỏ nụ. Bỏ bốn khánh nông rụp hiệp này. Ok. Over. Chắc là mấy cái này chắc bác cứ dân cái lấy mới bởi dụng. Ok, now look at the sentences about the word over. Ok, sentence number one. The birds fly over the trees. The birds fly over the tree. Bạn say ho nơi lỡ đam chờ. Chắc bác bốn cái lấy mới bởi dụng mới ní. The birds. Birds mean này thằng bạc xây tầng lái. Ok. Bạc xây chán đời sao bóng bồn cứ mean ai cái này. Fly. Fly nó cứ mean này thằng khó hà. Over mean này thằng bị khẳng lờ. The trees. Nếu bị khẳng lờ đàm chờ. Mean này thằng sát bạc xây hà rùm lốn lờ đàm chờ. Mình mean bạc xây nơi lờ đàm chờ thế. Cứ mean này thằng nếu bị khẳng lờ đàm chờ. Ok. The fly, the birds fly over the tree. Ok. Number two, I jump over the wall into the garden. I jump over the wall into the garden. Khnyom lột bì khẳng lờ rộ bóng, chô tư khnong xuân chú bà. Nhưng bìa tha jump, mình này tha lột. Ok. Cả nạc chôm sẽ xe ý đi, nhưng chế cứ vì chìa pass. Vì chìa tùm rộng ở tây tạ cá, vì chìa regular verb, bà phết kìa sạm nhìn rộ biếp. Nhưng jump over nó cứ load bị khẳng lờ. Mình này thà load rùm lông. Ok, rộ bòn. Biết the wall nó phải thà chuyển chiến rồi có phải thà rộ bòn. Vault. Into the garden. Chô từ khăn ông xuân chả bà. Ok. Into nó chô từ khăn ông. Cả nà dương bòm lạ tí. Bị cái lại mối chô từ khăn ông cái lại mối. Cứ dương phải into. Ok. The garden nó khăn ông xuân chả bà. Ok, sentence number 3. The airplane is flying over the mountain. The airplane mean it has yun ho. The airplane yun ho is flying. Kompong te ho ha over the mountain. Yun ho kompong te ho rum long pi khang le phnom. Chang kalai over ni ku mean it has rum long pi khang le. Man men nơi le te ku rum long pi khang le. Okay. Chúng yon ho hay nung phnom nư kư mần ban pa khnie te okay bong bon chúng ka na jeung pra pi over kư vi khos pi pi on trong kalai nung na ba ka na jeung pra robos hay muoy on nư pi khang lœu robos hay muoy kư vi nư chuop pi khang lœu phiek chran hay ba jeung pra pi over chúng kư mien nei tha vi nư pi khang lœu pat men ta vi mần ban pa khnie te okay. The airplane is flying over the mountain. Yon ho kompong te ho ha pi khang lœu da pi khang lœu phnom okay. Sentence number 4. Helicopter stop to lift over the city. Helicopter autom pekacha ban chop dambai chai khataban pi khang lơ ti krong. Chang pia tha helicopter nung kum mene tha autom pekacha. The khmai yang ha tha katum rui yun ho. Stop. Stop nung mene tha ban chop to lift. Lift nó cứ mean này tha chạy khách tập bản. Thông ra dân hóa bà cái này chạy khách tập bản cái chụp xâm căng lửa mê cháy cái bà khách tập bản mà cầu mô ná. Anh nâng cái hào tha stop to lift over the city. Mean này tha chụp đồng bấy chạy khách tập bản. Over nó cứ bị khẳng lỡ tì cọng. Mean này tha dân hóa nó cứ mần bàn cho nó khăn ông tì cọng tế. Bàn tay vì hóa nơi bị khẳng lỡ tì cọng. Okay, over the city. Okay, sang kem thom bong pon yul. Okay, be over na pi khang leu.
bạn muốn lấy một rupee bây giờ này over nó bị khăng lơ ok rồi có rụm lồng chẳng phải thì mùi thế ok now let's move to another preposition ta lấy dương cho đó preposition mùi tiết chẳng nếu không preposition bên này cứ bạn muốn nâng bạn đang làm bị biết thay under under miền này thay nó bị khăng crown under ok under nó bị khăng crown ok look at this picture Okay, example sentence number one. The book is under the table. The book is under the table. The book means The book is under the table. Chẳng biết này cứ mình bảo bạn dùng thế nó bị khăng khăng. Sentence number two, the dog is under the bed. The dog is under the bed. Chikai kư nư krom, krom kre. Number three, I sat under the tree. I sat under the tree. Khyom ban ng koi nư krom dam chơ. Chẳng bị sat nư kư miên nây tha ban ng koi, vì chì past tense bọc bị sit. Sit ngồi đọc bên à tây tạ cán tôi chỉ sat I sat under the tree khiom ban ngồi nơi krom đam chữ ok exercise number sentence number 4 he walked under the bridge quát ban đá nơi krom spin chẳng bao giờ lấy mơ bị walk walk mê nê thá đá bỏ sân chỉ miễn ý đi chẳng cứ walk nó cứ chỉ tây tạ cá lại chỉ path chỉ verb in the past form chỉ kể giờ sắp khả năng tụng rộng ở tây tạ càng chứng bóng bốn trô prai thả bị thả bàn đà ok khả năng bị sạc máy cả nà tây tạ càng cứ bật thay bị bàn quát bàn đá under the bridge nơi krom spin bị bridge bridge nhưng mình nên spin ok sentence number 5 the boys are playing under the umbrella the boys are playing under the umbrella. The boys are playing. Khmer pra tang lai kompong tae leng under the umbrella. Neu pi khang krom chat. Okay, under pra ha neu pi khang krom. Bong bon klai nang at mean ai pabak yo le ta. Okay, so I hope you understand the word under. Chang sangkhom tha bong bon yol pi under. Okay, ha nang che prae prah vi tang os khnia. Okay, chang sangkhom tha bong bon yol preposition da yeung ma rian ni. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Bấm chuông để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Subscribe để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.